Ây da. Hello tất cả các bạn, mình là bác sĩ Em. Hôm nay mình tính cho anh Cường, mình tí nữa mình Cường xuống đây á, mình sẽ rủ anh Cường chơi trò bịt mắt rồi đánh nhau. Trong lúc mà đang bịt mắt đánh nhau á, mình sẽ hợp tác với cameraman, mình sẽ kéo cái đồ bịt mắt xuống, mình sẽ quất anh Cường tới tấp luôn. Các bạn đón xem nha. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Miu Seven, còn đây là mình là bác sĩ Em nha. Ok, và hôm nay tụi mình sẽ chơi một trò chơi xung quanh cái vòng tròn này nha. Hôm nay đây mình sẽ có hai cái cây bằng giấy cắt tông nha. Rồi. Còn đây là hai cái khăn, khăn cũng được, kêu cái nồi dẻ cũng được. Ok, và tụi mình sẽ chơi trò gì, đó là bịt mắt bắt dê, à lộn, bịt mắt và dùng cái cây này để đi vòng tròn tìm nhau, để đánh nhau ở trong cái này nha. Và cuộc đấu này có phân thắng bại hay không thì sau đây các bạn sẽ biết. Mình sẽ bịt mắt thôi, gọi xuống đi. Để em cầm thi, mời chú lại có mời cây không, hên xui. Để cái đường gì ta. Được chưa? Rồi. Thấy đường không? Vô chưa? Vô. 3, 2, 1, vô. Kiểm đi. Ôi ôi, hết cây rồi. Dạ, không ngâm nổi. Dạ. Ui da. Ui da. Không ở bên đây mà. Đây nè anh Cường ơi. Đây nè. Ây da. Ây da. Cũng nào vớt cho anh. Ây da. Ui da. Đây nè, đây nè. Đây nè. Dạ. Kiểu gì cũng chết với tao. Tao nghe tiếng bước chân mày rồi. Lê. Lê. Ui da. Đéo hai tiếng bước chân. Sao bên đây cũng nghe, bên đây cũng nghe. Ây da. Sao anh thấy mình ta? Há lại giờ không thấy mình. Ui. Ê ơi ơi. Mày có ăn gian không sao hả? Tao gian đâu nè, em đi chứ bậy, em gian gì? Ai ăn gian? À, ui da. Sao dính hoài ta? Ui. Ui. Ui da.
ly. Ly. Ây da, trời ơi. Ây da. Ly. Bài mẹ cây rồi. Đó, xí 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 xí. Dạ, đang đánh mà. Bài cây rồi, cây gãy hết rồi. Đang đánh mà kỳ vậy. Dạ. Ok. Mệt quá. Mấy pha mà tao cầm tao chọi. Má tao tính tao tao chọi chính xác luôn nha. Không thấy gì luôn á, tao chỉ nghe tiếng thôi. Em thiệt cột đi vô chẳng thấy gì luôn anh. Em có thiệt mắt mà không thấy một cái gì luôn thiệt nhà. Khó chịu ở nhà nó khó chịu vậy mà cũng đập anh được mấy cái mà mò không á hay không anh Tường. Tao cũng chọi mày được mấy cái này nè chọi chọi nào dính cái đó luôn á nghe ừ. Tiếng rồi nè bắt đầu chọi cái đầu dính đó cốp bụng em luôn á. Ok mệt quá mấy bạn ơi và ủa ai thắng trọng tài anh bỏ buông. Ủa. Rồi tôi đang bịt mắt tôi đang đánh bình thường mà anh làm gì vậy chắc không à chắc có đánh nhiều lắm đánh ừ. Đánh nhiều, anh phải biết chứ thấy cái nghệ thuật cái kỹ năng của em ghê không bịt mắt nha không qua mắt được tao đâu nha để về mà tao mà edit cái video mà thấy là tao xử mày thua đó. Thấy à. Anh có thấy kỹ năng bịt mắt của em không phải không ghê không đánh đâu biết bây đó. Giờ tạm tin mày đi ok phần thắng thuộc về mày nhưng mà à. Về mà thấy edit video mà thấy có gì ấy là xử mày thua xử lại đó nha. Ok ok và video tụi mình xin được kết thúc tại đây. Một trò chơi cũng quá là mất sức quá là mất máu bơm nãy giờ bơm mana liên tục luôn. Ok và nếu các bạn thấy hay thì nhớ like subscribe chia sẻ cho Miu Seven và anh em bác sĩ nhé. Đừng quên bình luận ở phía dưới để góp ý cho tụi mình để tụi mình hoàn thiện hơn. Ok bye 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 không giờ làm thêm clip.